Chủ homestay ở Hà Giang, chúng tôi không đưa tiền để xin bỏ qua. Chủ homestay Hoàng Su Phì, Bungalow cho biết phía homestay đã đến thăm hỏi chị L. Ngoài ra, phía homestay chỉ gợi ý việc đền bù nếu chị L đồng ý, chứ không có chuyện đưa tiền để xin bỏ qua vụ việc. Liên quan đến vụ nữ hướng dẫn viên du lịch người Hà Nội bị tố hiếp dâm tại homestay ở Hà Giang, sáng 22 tháng 9, phóng viên Dân Trí đã có cuộc trao đổi với anh Triệu Mệnh Kinh, 37 tuổi, chủ homestay Hoàng Su Phì, Bungalow, huyện Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Anh Kinh cho biết homestay Hoàng Su Phì, Bungalow do ba người tại địa phương đứng lên góp vốn chung cổ phần. Sau khi xảy ra vụ tố cáo hiếp dâm, cơ sở kinh doanh của anh đang gặp phải rất nhiều khó khăn do những đánh giá tiêu cực từ cộng đồng mạng. Anh Kinh khẳng định phía homestay không dung túng cho kẻ xấu, bất kỳ ai phạm pháp đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nói về nữ nạn nhân TNL, 29 tuổi, ở Hà Nội, làm nghề hướng dẫn viên du lịch, chủ homestay cho biết chị L thường xuyên dẫn các đoàn khách lên homestay của anh để tham quan và nghỉ dưỡng. Trước khi xảy ra sự việc, chị L có dẫn một đoàn khách lên Hà Giang nhưng không ở lại homestay của anh. Trước khi xảy ra sự việc, cô ấy có dẫn một đoàn khách lên Hà Giang để du lịch nhưng sau đó đã đưa họ về Tuyên Quang. Đến hôm ngày 17 tháng 9, L bắt xe ôm quay lại homestay của chúng tôi để thuê phòng và nghỉ một mình ở đây đúng một ngày, chứ không có đoàn khách nào đi cùng, anh Kinh kể lại. Cũng theo anh Kinh, trước khi xảy ra sự việc, tối ngày 17 tháng 9, chị L có ngồi uống rượu với một nhóm người, trong đó có nghi phạm Triệu Tạ Mền. Anh Kinh khẳng định chị L và Mền trước đó chưa từng quen biết nhau, đôi bên chỉ mới giao lưu qua cuộc nhậu. Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 17 tháng 9, tôi có ra bảo nhóm của L đi nghỉ và không hát hò, uống rượu nữa, bởi khi đó đã đến giờ homestay nghỉ. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút, nhóm này vẫn tiếp tục ngồi uống rượu, ăn uống. Khi đó, tôi trở về phòng đi ngủ nên không biết L đã đi nghỉ hay chưa, anh Kinh kể. Theo anh Kinh, đêm hôm đó và tới rạng sáng ngày 18 tháng 9, anh cũng như mọi người không nghe thấy tiếng động hay hô hoán gì. Tới sáng ngày 18 tháng 9, anh mới nhận được tin chị L bị kẻ xấu lẻn vào hiếp dâm. Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã tới phòng L để thăm hỏi và động viên cô ấy. Tại đây, tôi cũng có hỏi cô ấy giờ muốn giải quyết sự việc ra sao. L bảo chỉ cần gọi đối tượng Mền kia quay lại và xin lỗi cô ấy hẳn hoi thì cô ấy sẽ bỏ qua sự việc. Chủ homestay Hoàng Thu Phì Bungalow nói. Sau khi nghe L nói vậy, anh Kinh đi tìm đối tượng Mền quay lại để giải quyết sự việc nhưng không liên lạc được. Đến tận trưa hôm sau, ngày 19 tháng 9, anh này mới gọi được Mền về. Nhưng lúc này, chị L đã gọi chính quyền đến để tố cáo hành vi của Mền. Cũng theo anh Kinh, về thông tin cho rằng phía homestay dùng tiền để nạn nhân im lặng, bỏ qua sự việc là không chính xác. Phía homestay chỉ gợi ý đền bù nếu chị L đồng ý, chứ không có chuyện đưa tiền ra để xin xỏ bỏ qua. Nói về căn phòng nơi chị L ở, anh Kinh khẳng định là phòng kín, cửa luôn có khóa chắc chắn. Thời điểm xảy ra sự việc thì cửa phòng của chị L không khóa. Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân Trí, chị L cũng cho biết do đã nghỉ tại homestay vài ngày, thấy an toàn nên tối hôm đó chị không khóa cửa. Thank you.